Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc Hyundai Tucson này nó có cái điều rất là khác biệt so với những chiếc xe Tucson khác ở Việt Nam mình. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam, ở thị trường Việt Nam mình thì phần lớn là những chiếc xe Hyundai Tucson được trang bị là cái động cơ xăng. Phần lớn là được trang bị động cơ xăng. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, riêng về chiếc xe Hyundai Tucson mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, nó lại được trang bị một cái động cơ diesel, tức là máy dầu đấy ạ. Không những nó là cái động cơ diesel máy dầu, nhưng nó lại là máy EVGT, động cơ 2.0 lít và là động cơ EVGT. Vâng, thưa với quý vị và các bạn đây ạ. Đó chính là cái bản LMX 2.0 EVGT. Và cái động cơ 2.0 EVGT này thì phần lớn là ở cái phiên bản Santa Fe mới có được. Nhưng chiếc xe Hyundai Tucson này cũng đã được trang bị cái động cơ 2.0 EVGT rồi. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, mà cái điều mà hôm nay mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, và vừa giới thiệu và chúng tôi sẽ so sánh, vì tiện hôm nay chúng tôi có cả hai xe đây. Tôi đang có cả Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe ở đây, cho nên là tôi sẽ giới thiệu và tôi sẽ so sánh luôn cho quý vị và các bạn được xem về chiếc Hyundai Tucson động cơ 2.0 EVGT này, để xem quý vị và các bạn thấy nó có khác gì so với cái động cơ 2.0 ở con Santa Fe, Hyundai Santa Fe, cũng là cái động cơ EVGT đấy ạ. Vâng, mời quý vị và các bạn cùng tôi bây giờ sẽ tìm hiểu về cái động cơ. Đầu tiên thì tôi sẽ ra, tôi mở nắp capo của chiếc xe Hyundai Tucson này lên để cho quý vị và các bạn cùng xem để thấy được cái động cơ EVGT nó như thế nào ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson, nó cũng đều là cái động cơ diesel 2.0 lít và động cơ EVGT. Tôi giới thiệu, tôi sẽ mở luôn cái nắp radar cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, tôi mở cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây chính là chiếc động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson mà đã được trang bị là cái động cơ diesel. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái bộ phận turbo. Đây là cái bộ phận turbo của động cơ ạ. Động cơ dầu đã được trang bị turbo đây ạ. Đây là cái turbo này. Khối động cơ diesel 2.0 lít. Đấy. Quý vị các bạn theo dõi màn hình để xem nhé. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Để lát nữa tôi sẽ quay sang cái động cơ của con Santa Fe để quý vị các bạn xem nó có khác biệt gì không ạ. Đây, từng chi tiết một đây ạ. Đây là cái phần động cơ này. Cụm phanh ABS này. Đây là cụm phanh ABS này. Còn đây là cái bộ phận turbo đây ạ. Turbo. Đấy. Tất cả về cái phần động cơ của chiếc xe Tucson. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Tucson sản xuất năm 2010 và là nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 496 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 496 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu, máy 2.0 EVGT. Nếu như quý vị và các bạn nào biết về cái động cơ EVGT thì quý vị và các bạn thấy được là đi của nó cực kỳ tiết kiệm và bền bỉ ở cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Tucson. Vâng, và quý vị và các bạn xem kỹ lại một lần nữa nhé, trước khi tôi sẽ quay sang về cái phần động cơ của chiếc xe Santa Fe thì quý vị và các bạn xem kỹ lại một lần nữa ạ. Mời quý vị và các bạn xem kỹ lại một lần nữa. Sau đó tôi sẽ quay sang con Santa Fe để quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây ạ. Toàn bộ tất cả các chi tiết đấy. 1 2 3 4 máy đấy ạ, động cơ 2.0 và 4 máy. Đấy. Tất cả từ các chi tiết nhỏ nhất, quý vị và các bạn hãy xem kỹ ạ. Sau đó tôi sẽ quay sang cái động cơ của con Hyundai Santa Fe. Đây, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào để xem chiếc xe Hyundai Santa Fe nhé. Đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe được sản xuất năm 2011 đấy ạ. Năm 2011 mà động cơ vẫn giống như chiếc động cơ 2010 của chiếc xe Tucson. Đầu tiên là tôi sẽ mở nắp capo lên cho quý vị và bạn cùng xem.
Nắp capo của chiếc xe Tucson thì đã có thủy lực rồi, mở lên thì rất là nhẹ nhàng hơn. Đây, đối với quý vị và bạn, tôi vẫn mở cái nắp lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Từ cái nắp máy cũng giống nhau cơ, nó giống nhau từ cái nắp máy luôn, không khác cái gì cả. Đây. Cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây, động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Cũng là cái động cơ diesel, động cơ EVGT đây, quý vị các bạn xem đi. Đây là chiếc động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Đây, thưa với quý vị và các bạn xem có đúng không luôn đây ạ. Vẫn là 4 máy này. Vẫn là 4 máy 2.0, 4 máy này. Tất cả các chi tiết này. Y chang chiếc động cơ của chiếc xe Tucson luôn đây ạ. Đây là cái bộ phận turbo đây. Bộ phận turbo vẫn nằm đúng nguyên vị trí ạ, không khác một cái gì luôn ạ. Lọc gió này. Không khác một cái gì luôn. Đấy, tất cả như nhau. Đây là chiếc xe Santa Fe được sản xuất năm 2011, là cái phiên bản xuất Mỹ. Full đồ. Phiên bản xuất Mỹ full đồ được trang bị loa JBL 12 túi khí. Đấy. Nhưng mà được sản xuất năm 2011, khác với chiếc xe Tucson. Tucson được sản xuất năm 2010. Nhưng mà cái động cơ cũng là cái động cơ EVGT này, không khác gì cả. Không khác gì nhau luôn. Đấy. Tôi lại quay lại một lần nữa, quý vị các bạn nhìn kỹ lại một lần nữa này. Nhìn kỹ lại một lần về cái động cơ của chiếc xe Hyundai Santa Fe. Sau đó tôi lại quay sang, tôi quay lại cái con Tucson để quý vị các bạn thấy nó như nhau. Không khác gì luôn ạ. Đây. Đấy. Tôi lại quay lại một lần nữa cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn thấy được là nó như nhau, không khác gì luôn ạ. Đấy, vẫn 4 máy này. Turbo. Lọc gió này. Đấy. Tất cả như nhau. Chỉ khác là chiếc xe Tucson này là chúng tôi không có dọn dẹp gì cả, cho nên nó bẩn hơn một chút thôi. Đây, tất cả đấy. Hyundai Tucson và Hyundai Santa Fe đều là động cơ 2.0 EVGT ạ. Đấy, tất cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Tucson hoặc là chiếc xe Hyundai Santa Fe này, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Tucson hoặc chiếc xe Hyundai Santa Fe này, thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp hai chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán, ví dụ như chiếc xe Santa Fe thì chúng tôi đang bán với giá là 695 triệu đồng. Còn chiếc xe Hyundai Tucson, đây là chiếc xe Hyundai Tucson LMX này thì chúng tôi đang bán với giá là 496 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến dòng máy dầu của Hyundai này thì mời quý vị và bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi. Trước tiên là quý vị và các bạn hãy qua cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử trực tiếp đã. Sau đó rồi chúng ta có thể bàn bạc thương lượng về cái giá cả. Hoặc nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có xe cũ rồi thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi cũng sẵn sàng để trao đổi luôn ạ. Trao đổi về xe luôn ạ. Gọi là đổi cát luôn. Chúng tôi sẵn sàng đổi cát luôn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, hai chiếc xe này của chúng tôi còn đang rất là đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Tucson thì được sản xuất năm 2010, nhưng Santa Fe thì được sản xuất năm 2011 rồi. Tucson là cái bản nội địa của Hàn Quốc, còn Santa Fe là cái phiên bản xuất Mỹ. Bản xuất Mỹ nó mới có được loa JBL 12 túi khí. Đây, tôi quay qua về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây, về cái phiên bản Santa Fe, loa JBL này, 12 túi khí đây. Thưa với quý vị và các bạn xem, nó túi khí nó dọc hết ở xe luôn. Dọc hết hai bên đến tận phần cuối này. Ba vùng điều hòa, tất cả còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ.
Vậy là quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến dòng máy dầu của Hyundai thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ của hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn mua xe cũ thì quý vị và các bạn nên đến xem trực tiếp tại cửa hàng, sau đó chúng ta mới bắt đầu làm việc đến cái giá cả. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe Tucson đây ạ. Đây là cái phần trong nội thất, tôi quay qua cho quý vị các bạn cùng xem. Tôi đã có chi tiết clip chi tiết cụ thể về từng xe một rồi. Nhưng hôm nay là tôi muốn quay trực tiếp để cho quý vị và các bạn xem là hai cái máy nó giống nhau và khác nhau như thế nào đấy ạ. Nhưng mà nó giống nhau thôi chứ không khác nhau bất cứ một cái điểm gì ạ. Tất cả ở hai cái máy Tucson và Santa Fe đều là động cơ 2.0 EVGT, cho nên là nó giống nhau hết, không khác nhau một cái gì cả, tất cả đều giống nhau hết ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.